Dạ, xin gửi lời kính chào, lời kính chúc sức khỏe và lời cảm ơn đến toàn thể quý ông bà, cô chú, các anh chị đang quay trở lại với thước phim tiếp theo trên kênh Cuộc Sống Tây Bắc. Ngày hôm nay Ngân đang có mặt trên nhà của cháu Quý. Có một chút ánh nắng lên ông bà, cô chú ạ, thấy ấm áp hơn. Và ngôi nhà của cháu Quý thì anh em thợ cũng đang gấp rút để triển khai, để hoàn tất trong tuần này. Hy vọng là sẽ kịp tiến độ để bàn giao cho cháu Quý trước Noel là ngày 24-25 trong tháng này ông bà, cô chú ạ. Rất là mừng. Và ngày hôm nay thì anh em đang trong nhà đang triển khai là lát cũng như là ốp hết cái phần nền cũng như là cái tường của nhà vệ sinh và nhà bếp. Bây giờ thì Ngân kính mời các ông bà, các cô chú, các anh chị là sẽ đi vào bên trong để cùng các anh em thợ triển khai công việc. Ngân xin bày tỏ sự cảm ơn một lần nữa đến toàn thể quý ông bà, cô chú, các anh chị cùng các bạn. Xin chào các anh em nhá. Phải hạ xuống thế này đây nhỉ, hôm trước nhiều đất quá ạ. Nhiều đất quá này lại nó cao hơn cái nền nhiều. Ô, xong hết cái phần gian này rồi chú. Còn đi chân tường à? Đi chân tường nó là xong đấy nhỉ. Cái này đi còn lau mà nhỉ, đi vào này được nhỉ, thoải mái thôi nhỉ. Rồi, trong không gian của cái khu này thì sáng nay Ngân không kịp lên thì bây giờ là anh em các chú là cũng đang bắt đầu là chạy cái chân tường của ông bà của chú ạ. Là lát xong hết rồi nên nó cũng không phải cắt nhiều cho nên là nhanh. Đây như cái mé của bên này là chỉ cần có mỗi một cái viền ở chỗ này là cần phải cắt thôi, còn từ bên này qua là 4 tấm cái đá này thì đều nguyên vẹn. Bây giờ là đang chạy chân tường. Đó. Từ đây còn trong cái phòng ngủ này thì từ hôm qua là anh em là xong rồi này, hoàn thiện rồi này. Bây giờ chỉ còn trong này là chát cả cái đường chỉ rồi chú. Đang chát à? Đây ông bà của chú ạ. Đây, anh em trong này thì đã cho cái xi trắng xuống những cái đường mạch nối của các cái viên gạch rồi. Bây giờ là chỉ cần lau chùi sạch sẽ là hoàn thành. Đấy, thì sau đấy thì Ngân sẽ lấy sơn về để sơn nữa. Đấy, gấp rút thì hy vọng là trong tuần này là sẽ hoàn thiện. Còn bên này thì các chú vẫn đang triển khai để làm nốt cái phần góc này thôi. Xong này cũng thế này. Phòng này thì anh em đã chét xi trắng rồi đây. Đấy, xi trắng đi hết những cái mạch đá này rồi. Nhìn nó sẽ khác hẳn cô chú ạ. Này mà tí mà sơn màu lên thì nhìn ngôi nhà nó mới bắt đầu là nó nổi lên, nó mới đẹp hơn rất là nhiều. Chắc là trong nhà mình... Ôi, chào anh em, chị em. Chào em. Trong này là ốp à? Bên đó ốp tường à? Vâng. Anh em chui vào cho nó ấm à? Cái này phải cắt không? Điểm này chắc phải cắt đấy chứ. Làm gì vừa bên đá nhỉ? Đòn nghe yếu thế. Cái yếu à? Hậu cũng yếu thế nhỉ? Lạnh quá. Cưới đầu chi nhiều quá. Này cũng ốp lên, tính đá là ốp lên tầm 1m8 đúng không? 36-18 đấy nhỉ. 6 tấm này à? Tấm 6 viên đấy. Xong là xem còn dư không thì thêm không thôi, cứ làm sao hợp lý là được đúng không? Trong nhà bếp này thì còn mỗi góc này thì tí anh em sẽ vừa lát ở trong cái nhà vệ sinh với lại vừa lát ở ngay góc này cho nó xong. Vậy là về cơ bản thì cái phần lát đá thì trong ngày hôm nay là sẽ hoàn thiện hết luôn, trọn vẹn phần lát đá luôn. Đấy, như phối cái màu này nhìn nó cũng khá là đẹp ông bà cô chú ạ. Bình thường ra thì không làm cái này nhưng mà bây giờ làm thì cảm giác nó sẽ sạch sẽ hơn. Sau này vệ sinh quét dọn nhà thì nó nhìn nó cũng đẹp, với lại nó chống cái ẩm mốc ở chỗ cái góc tường này, theo cái bức tường này đi lên. Đó. Mình sơn lên thì mới là đẹp. Rồi hôm nay là kết thúc cái phần lát nền đấy chú nhỉ. Đấy, dọn vệ sinh. Đấy, sân thì ngoài này thì hạ xuống để cho cái bằng cái mặt đường ngoài kia này. Thứ hai nữa là nó sẽ thấp hơn cái nền nhà ở bên trong, thì làm sân này sẽ đến đây 4 mét đấy ông bà cô chú ạ. Từ đây mà vào trong cái tường nhà là 4 mét này. Và Ngân cũng đo tôn rồi, sẽ bắn tận đây, bắn máy tôn đến tận chỗ này, rộng rãi. Cái này nó len đã chặt chưa nhỉ, có cần phải đầm nữa không? Không phải cần máy nữa đâu, anh em mình dùng tay thôi. Bởi vì em thấy anh phải dùng xà beng đào như thế là nó cũng chặt rồi đấy nhỉ. Chứ mình trắng mất cái một tà xi măng này đánh hồ. Ngay chỗ đấy đúng không? Đấy. Mà chỗ này kiểu như đi xe lại nhiều, không cần thiết nữa nhỉ, anh em mình đầm thế là được rồi. Mấy cái cốc phơi có mấy bắp ngô thôi mà. Chỗ này không, chỗ này thì không phơi cái gì nữa cả. Đấy. Chỗ này là chỉ có lợp cho này, sau này mùa hè nóng thì có cái bàn ra ngồi uống nước không ngoài này thế thôi. Cho nó nhà, thế với lại làm cái mái như này để mà ví dụ như những cái ngày nắng mùa hè nó không bị hắt vào trong nhà này, ngày mưa nó cũng không bị bắn vào trong nhà. Chỗ này thì hôm trước anh em quên làm cái một cái mi mắt ở chỗ này. Đấy, bên trên cửa thì anh em sẽ làm thêm vào cái mi mắt ở bên trên cái cửa này cho nó hình thức, cho nó thẩm mỹ thôi. Đấy, cái này thì sẽ làm sau. Còn là sáng nay thì các cái ống nước, hệ thống nước thì bây giờ nối hết rồi đây ông bà cô chú ạ. Đấy, từ trong nhà đi ra này. Đấy, cái này là ống nước này. Đấy, trong này rồi cái này đây, ống nước này. Đấy, ống nước ở trên này. Anh em bây giờ là làm hết rồi đấy. Rồi. Đấy, đã làm hệ thống hẳn xuống dưới bể phốt rồi. Đấy, sau này thì ngay cái chỗ này là sẽ Ngân sẽ lấy cái sắt mà chữ V để làm ba cạc lên chỗ này, và cho cái bồn nước ở chỗ này nó cao hẳn lên trên kia để có cái độ thoai thoải, nó có cái ống nước dẫn vào trong nhà. Đó. Chào bác nhá. Làm gì bác? Làm gì đang lên đây. Vâng. Còn sáng nay thì về cái bể phốt thì anh em đã khiêng ba cái tấm này lên rồi. Đấy, bây giờ là hoàn thiện cái phần hệ thống nước, chỉ cần lắp bồn nước nữa thôi. Bồn nước thì hôm trước Ngân cũng lấy về rồi. Ngày mai, ngày mốt thì khi mà cần thiết làm đến thì bên sắt thì sẽ chở sắt vào cùng với lại cái mái lợp ở phía trước, thì anh em bắt đầu là hàn cái giá để cái bồn nước nó là hoàn thiện. Gắn vào trong nhà là có thể là sử dụng được rồi. Cái này thì tí anh em sẽ dùng vữa để chát lại, rồi khoan đục thì nó nhả cái mối ra thôi. Phải cánh cửa nữa, rồi anh em cửa thì bây giờ phải sơn xong hoàn thiện nó mới mang cửa xuống để lắp. Còn cửa thì Ngân cũng có báo rồi, đang anh em đang cho xưởng để làm rồi. Làm lên đâu sạch đến đấy luôn này em. Đấy, bóng loáng luôn rồi. Đấy là vừa lau chùi một lượt thôi đúng không? Chưa cần phải chát mạch. Đấy, sắp hoàn thiện rồi đấy. Phần nền nhà rồi. Lát cái nền này vào nhìn ông bà cũng nhiều, ông bà cũng khen bảo là cái nền nhà như này thì nhìn nó vừa sang trọng này, vừa sáng. Phòng là xong xuôi hết rồi đấy ông bà cô chú ạ. Lát xong này, đi ép chân tường xong, coi như là phần lát nhà thì xong xuôi hết rồi. Cái này đo cái gì em? Làm cái khoảng làm cửa gì? Khoảng cửa. Em chỉ để 1m01 thôi, không chát rất mỏng. Rồi. Chỗ này thì 1m đấy, đúng 1m đấy, cao 70. Cái rộng này gì? Vâng. Rộng này là khoảng 1m gì? Cái này phải đo chuẩn nhé, không phải tí cắt. Cái này em đang đo nó dư ra 1m thì cho nó chát qua đấy. Làm sao phải zin nữa, không thì mình đo khung mà. Cái này là mình không, bây giờ đang xây, định xây luôn cái này à? Vâng, xây trụ lên luôn. Xây trụ luôn à chú? Xây trụ đấy. Bên này là xong rồi đúng không em? Hai bên này là sẽ cao như này đấy nhỉ? Cái này là 1 tấm, 2 tấm, 3 tấm, 4 tấm, 5 tấm, 6 tấm. 6 tấm, cái này là 30 đúng không? 1m8 đấy nhỉ? Đúng 1m8. Thoải mái. Cái này vừa bằng cái này luôn. Vừa bằng cái mép cái luôn à? Vâng, vừa bằng mép luôn này. Ô thoáng cái luôn. Ô thoáng thì anh em cũng làm cái khung sắt vào như thế này cho nó vừa thẩm mỹ mà nó cũng an toàn. Đá mà ốp lên từ dưới sàn mà lên 1m8 là cũng vừa đẹp, cao, thoải mái rồi. Tắm sau này thì con nước nó xối nó cũng chỉ xối vào cái phần cái tường ốp này thôi, thì nó sẽ không bị mốc rỉ gì của cái phần tường. Cái này xây xong rồi chát tử tế chú nhỉ? Chát đẹp luôn nhá. Chát để sơn luôn cho nó đẹp. Cái trên mặt kia thì mình đá mình ốp rồi. Xong đầu mình cáp xong đầu đổ cái này chứ không thấy mình không cúi được mà cáp. Vâng. Đến đâu thì em gần xong rồi à? Gần xong rồi. Đấy là mai thì chỉ cần việc lát thôi nhỉ. Trong này thì còn ít nữa. Cố gắng nhưng mà không xong đập tối. Thôi làm đến đâu hay đến đó cũng không vội lắm. Quý à, đi học về rồi à? Dạ, chào các ông bà, chào các cô chú ạ. Đây, cái có mic thì phải chào to lại cho ông bà mới nghe. Rồi, chào các ông bà đi. Dạ, cháu chào các ông bà, cháu chào các cô chú ạ. Dạ, con chào bố ạ. Rồi, thấy chưa? Hôm nay về học lại thấy một cái sự thay đổi rất là lớn đúng không? Dạ vâng ạ. Hôm qua thì vừa có được 2 phòng ngủ thôi. Dạ. Hôm nay thì đã xong xuôi hết rồi đấy. Đây, dạ. Trong cái nhà bếp này thì xong nhá, lát xong nhá. Dạ. Còn cái này thì là xây thì là kệ để bếp ga. Dạ. Bồn rửa rau, rửa cỏ ở bên này, vo gạo ở bên này. Dạ vâng. Cái này thì tí nó để nó khô đi thì các bác các chú là sẽ chát cái này cho nó đẹp. Dạ. Đấy, còn không để cái này đâu. Và trên này là cái kệ này, như hôm qua nói đây, như này mai mốt chú cũng đấy rồi, đo cái phần này để mà làm cả cánh cửa ở đây này. Dạ. Đó, đo cửa để trong này mình để nồi xoong nồi những cái không sử dụng mấy là sẽ để trong này. Dạ. Rồi còn rồi trong này các chú ốp cái nền nhà vệ sinh thì gần xong rồi. Vậy là trong nền nhà thì còn có mỗi cái là nền nhà vệ sinh nữa là xong rồi. Dạ. Đó rồi, chú cháu mình đi ra dần dần bên ngoài. Dạ. Mai cháu có đi học không? Dạ, cháu cũng chưa biết chú ạ. Chưa biết lịch đúng không? Dạ. Nếu mà ngày mai mà không học ấy, thì sẽ lau chùi hoàn thiện lại sạch sẽ thêm nhá. Dạ. Bây giờ thì này, cháu xem này, căn nhà bây giờ là nền thì sạch sẽ hết rồi. Đó, dạ. Chị thì đang lau chùi, làm đâu sạch sẽ đến đấy. Đấy, phòng khách nhìn rộng rãi nhỉ. Dạ vâng. Thoải mái thế còn gì nữa đúng không? Dạ. Sau này thì bước ra đây thì sân thì chúng ăn tráng cho tận ngoài cột điện luôn, thao hồ và rộng rãi nhỉ. Dạ vâng ạ. Đấy, sau này mấy hôm nữa mà làm bữa cơm để cảm ơn các cô các chú thì mình sẽ kê bàn ghế ngoài kia này rộng rãi luôn. Dạ. Nhỉ? Dạ. Bố cháu thì cũng sẽ cho một ít cái kinh phí để làm mâm cơm đạm bạc. Dạ. Cho nên là sẽ rất là đông vui. Còn chúng con nói trước thôi, sẽ có thể đó nhá. Dạ. Sẽ mua một cái bộ bàn ghế để kê ở chỗ này. Đấy, giờ sau này thì uống nước ở trong này đẹp luôn. Dạ. Đó, bàn ghế cũng là bàn ghế kiểu gỗ. Dạ. Để cho nó giống cái màu của cái nền nhà nha. Dạ. Rồi còn trong phòng của cháu thì khỏi phải nói rồi, từ hôm qua đã xong rồi đúng không? Vậy, sạch sẽ. Tối nay muốn lên ngủ chưa? Dạ, cháu muốn ngủ lắm rồi chú ạ. Muốn ngủ lắm nữa. Dạ. Thôi từ từ chứ có cửa. Đúng không? Dạ. Để các chú mang cửa xuống đó. Dạ. Các chú mang cửa, lắp cửa đàng hoàng này, mua giường nữa chứ đúng không? Dạ, ít nhất là phải có giường. Ở đây thì sẽ có giường. Đó, có tiền thì kinh phí để mua giường nhá, không dạ. Lo giường đệm sẽ sắm cho cháu giường đệm, chăn màn gối có đàng hoàng đầy đủ, xong rồi một cái tủ để treo quần áo nữa này. Đúng cho rồi. Này nó ở rất là gọn gàng sạch sẽ luôn. Dạ. Phòng như này thì Dung Ngân thì thấy rất là rộng đấy, ở một mình ấy, trên một cái giường cỡ cháu nằm thoải mái luôn, tủ quần áo nữa. Để đến hôm mình lấy những cái đồ kia về thì mình xem kê như nào hợp lý thì lúc đấy tính sau. Trước mắt là mình phải sơn được cái tường nhà cho nó sạch sẽ mình mới mang về, không thì nó sẽ ở trong này nó vướng lắm, sơn nó dây sơn ra nó không đẹp đâu. Rồi, như vậy là ngày hôm nay đã hoàn thành được trọn vẹn cái phần mà lát nền nhà rồi nhá. Nền nhà rất là đẹp, ông bà cô chú khi mà xem đấy cái video ngày hôm qua thì ai cũng bảo là cái đá này nhìn rất sang, rất đẹp. Nó không những sang đẹp mà nó còn là đá chống trơn. Đấy, sau này ví dụ như có trẻ em sau này có trẻ con ấy hoặc là người già ấy thì đi lại thì không lo bị trượt chân mấy. Vì cái đá này nó đá dành cho chống trơn mà. Cháu thấy tuyệt vời không? Dạ, quá tuyệt vời chứ ạ. Quá tuyệt vời luôn hả? Dạ. Đẹp quá nhỉ. Dạ. Quý có nghĩ là mấy cái hôm vừa rồi khi mà chú chưa nói đến cái phần lát đá này, cháu có nghĩ là mình sẽ có cái nền đẹp như này không? Dạ, cháu cũng không nghĩ là mình sẽ may mắn và được như này chú ạ. Đấy, cái này sau này ngoài cái sự giúp đỡ của các ông bà, các cô chú từ trước đúng không? Để xây dựng dần dần lên thì khi mà bố nuôi của cháu biết được cái hoàn cảnh của cháu thì giúp đỡ thì chú cháu mình mới đỡ vất vả như thế, làm mới trọn vẹn ngôi nhà như vậy nhỉ. Dạ, vâng. Chú cũng rất là mừng đấy. Chú là cầu nối thì chú giúp đỡ cho cũng nhiều em, nhiều chị rồi. Dạ. Nhưng mà có lẽ là trên cái ngôi nhà của cháu ấy, nó có những cái niềm vui khác thường. Dạ, đó, đấy là ngoài chuẩn bị có cái căn nhà, cháu lại có bố, có một gia đình mới cách một nửa vòng trái đất, nhưng mà gửi về không những cái vật chất mà đang dõi theo cháu từng ngày. Cả bà, bố nuôi của cháu nói, cả bà, cả các bác cũng luôn theo dõi. Đấy là cái tình cảm mà rất là to lớn, không cái gì so sánh bằng được. Cho nên là hy vọng cháu sẽ biết suy nghĩ và trân trọng tất cả những cái sự giúp đỡ yêu thương của ông bà từ trước đến nay dành cho cháu. Không chỉ riêng gia đình bố nuôi mà tất cả các ông bà từ trước nữa. Đấy, cháu luôn trân trọng nhá. Phải khắc ghi cái điều đấy để mà cố gắng làm sao sống tốt nhất, vươn lên trong cuộc sống nhá. Ông bà, cô chú luôn luôn gửi gắm và hy vọng cháu sẽ trở thành một người sống biết trân trọng những cái gì mình đã nhận được. Đấy, mình phải biết trân trọng thì những cái thứ mình nhận được thì mình phải ở tồn tại bên mình được. Bởi vì trên cuộc đời sống này thì nhiều lúc nhiều khi cái gì đến là cái gì nó cũng đến được thì nó cũng dễ đi được. Cho nên mình càng phải biết trân trọng nhá. Dạ vâng ạ. Rồi, chúc mừng các cháu là có một cái ngôi nhà theo chúng con thấy là rất là đẹp. Dạ. Chúng con cũng ước như thế này luôn đấy. Dạ. Đó, mẹ cháu thì tiếc quá chưa đi về. Ngày mai nếu mà cháu về sớm hơn hoặc là mẹ có mặt ở nhà thì dẫn mẹ lên trên này một vòng để cho mẹ biết. Hay có mẹ ở nhà, mẹ về chưa? Là nãy cháu chưa thấy mẹ. Chưa thấy đúng không? Thì lúc nào có mẹ ở nhà thì dẫn mẹ lên trên này, xong rồi bảo mẹ ơi, cái này là cái phòng ngủ của mẹ sau này đấy, để xem cảm giác của mẹ như thế nào nhỉ? Dạ vâng ạ. Đấy, tạm thời cháu cũng về đi học về muộn này thì chúng con cũng chỉ biết là gặp cháu như thế này thôi. Đấy, chứ còn cũng không chia sẻ được nhiều. Các bác thợ cũng nghỉ rồi. Dạ. Chúng Ngân cũng phải kết thúc video ở đây thôi, bởi vì là trời tối rồi. Dạ. Hy vọng là sẽ có một cái buổi cháu được nghỉ học để chú cháu mình chia sẻ nhiều với ông bà hơn nhỉ. Dạ, vâng ạ. Bây giờ thì cháu chào toàn thể các ông bà đi. Chú cháu mình chỉ chia sẻ như thế này thôi, xong rồi kết thúc video ở đây để ngày mai thì chú cháu mình tiếp tục sẽ hoàn thiện nốt cái công trình. Bố của cháu mong là ngôi nhà sẽ hoàn thiện trước Noel. Đó là ngày 24. Hôm nay là 20 rồi. Vậy thì còn 4 ngày nữa. Chúng Ngân thấy tiến độ này là có thể là đến hôm đấy là sẽ xong. Hy vọng là cái dịp đặc biệt đấy thì sẽ là cái ngày mà về nhà mới luôn. Hy vọng là như thế. Mong là thời tiết ủng hộ. Cháu chào các ông bà, cháu chào cô chú đi. Dạ, cháu xin cảm ơn sự giúp đỡ của các ông bà, các cô chú ạ. Chúc các ông bà, các cô chú có thêm nhiều sức khỏe. Con cảm ơn bố đã luôn âm thầm và giúp đỡ con và yêu thương con. Cảm ơn bà và các bác luôn yêu thương con ạ. Chúc các bà, các bác và bố luôn có thật nhiều sức khỏe. Video ngày hôm nay thì Ngân cũng sẽ khép lại tại đây thôi ông bà, cô chú, các anh chị ạ. Bởi vì cũng muộn rồi. Xin chân thành cảm ơn đến sự giúp đỡ yêu thương của toàn thể ông bà cô chú với trường hợp của cháu Quý. Kính chúc các ông bà cô chú luôn luôn mạnh khỏe, gặp nhiều thành công và hạnh phúc trong cuộc sống. Xin hẹn gặp lại ông bà cô chú ở những video tiếp theo trên kênh Cuộc Sống Tây Bắc. Chú cháu Ngân xin phép được kính chào.